Xin chào các bạn, LMB đây. Lại gặp lại các bạn trong video lần này. Qua rất là nhiều bình luận và tin nhắn của các bạn đề nghị mình so sánh hai con lens chân dung này. Hai con lens chân dung phổ thông của Sony có rất là nhiều thông số giống nhau. Đó là Sony Cell 50mm f1.8 và Sony Cell 35mm f1.8. Đây là bộ đôi lens chân dung phổ thông chính hãng ngầm E của Sony mà được nhiều người dùng quan tâm và sử dụng nhất. Cả hai đều dành cho Sony body crop như A6000, A6100, A6003, A6004, A6005 và A6600. Cả hai cùng sở hữu khẩu mở lên tới 1.8 rất là thuận lợi để quay hoặc là chụp trong môi trường thiếu sáng. Và điều khác biệt lớn nhất giữa hai con lens chính hãng Sony này đó chính là tiêu cự. Một con thì là tiêu cự 35 và một con thì là tiêu cự 50. Trước hết chúng ta sẽ so sánh cái ngoại hình của hai con lens này xem nó có những cái điểm gì khác biệt nhé. Sau đó mình sẽ so sánh từng cặp ảnh chụp cũng như video mình mới thực hiện hôm trước để xem con lens nào là con lens tiện lợi và nét hơn nhé. Và cuối video sẽ là cái phần lựa chọn cá nhân của mình khi mà được quyền chọn một trong hai lens này. Về mặt ngoại hình thì hai lens này khác nhau hoàn toàn nhé. Phiên bản Cell E50 này thì nó có hai phiên bản màu bạc và màu đen, trong khi Cell 35mm f1.8 này nó chỉ có một phiên bản màu đen thôi. Với những bạn sở hữu body A6000 chẳng hạn này, màu bạc hoặc là A6003, A6004 màu bạc ấy, thì các bạn ấy thường thích cái sự đồng nhất về màu sắc, nên các bạn sẽ chọn lens màu bạc 50 bạc này, ký hiệu 50 này và ký hiệu 35 này là nó là tiêu cự, cho thấy hai con lens này đều là lens chân dung. Cả hai đều có khẩu mở tối đa là 1.8 cho khả năng chụp và quay rất là tốt trong điều kiện thiếu sáng nhé. Điều mà những con lens zoom khó có thể làm được. Về cái phần mặt phía sau của hai con lens này thì nó khá là giống nhau, đều có một cụm motor lấy nét. Chiều dài là một cái điểm khác biệt lớn giữa hai con lens này. Sony Cell 35mm có chiều dài khoảng 3,5cm, trong khi Cell 50mm có chiều dài là 6,2cm. Cái mặt kính trước của lens 35 f1.8 này nó sẽ nhỏ hơn so với Cell 50 f1.8. Cả hai lens này khi cầm đi nhé thì đều mang lại cảm giác khá là nhỏ nhẹ, khi cầm đi du lịch khá là thích. Tiếp theo thì mình sẽ so sánh về giá. Mình sẽ dựa trên cái tiêu chí là bảo hành 12 tháng chính hãng của Sony này, và cái cửa hàng đấy là cửa hàng có giá rẻ nhất ở trên Tiki nhé, để làm cái tiêu chí so sánh về giá. Với lens Cell 50mm f1.8 này mình check giá trên Tiki này thì cái giá của nó là 5.980.000. Với Cell 35mm f1.8 thì giá hiện tại của nó là 7.990.000. Về giá lens khi mua mới thì rõ ràng lens 35mm f1.8 này nó sẽ đắt hơn lens 50mm f1.8 này khoảng 2 triệu nhé, với giá lens mới. Tuy nhiên khi các bạn mua lại lens qua sử dụng thì lens 50mm f1.8 này nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 triệu cho đến 4 triệu tùy hình thức hoặc là tùy còn bảo hành hay không nhé. Còn với lens 35mm f1.8 mua lại hoặc là qua sử dụng với giá của nó dao động từ khoảng 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu rưỡi nhé. Về cái tính linh hoạt khi sử dụng nhé, thì các bạn có thể xem cái ảnh này của mình với lens 50mm f1.8, và đây là một cái ảnh mình chụp bằng lens 35mm f1.8, mình căn cùng một cái khung như vậy ấy. Nhưng trên thực tế để chụp được cái ảnh này với lens 35mm f1.8, chúng ta chỉ việc lùi lại 2m thôi là đã có thể căn được mẫu như thế này rồi. Tuy nhiên với lens 50mm f1.8 này chúng ta sẽ phải lùi ra khoảng 4m. Và mình sẽ thêm một cái ví dụ nữa, mình chụp một cái tòa nhà nhé. Với lens 35mm chúng ta chỉ cần lùi ra khoảng 30m để lấy được tổng thể của cái căn nhà này. Và thực ra thì ít người chụp phong cảnh công trình bằng cái lens này. Đây chỉ là ví dụ của mình để thể hiện cái tính linh động của lens và cái khoảng cách. Đây là một bức ảnh khác này của lens 50mm f1.8. Để căn được một cái khung của tòa nhà như thế này thì các bạn phải lùi tiếp 30m từ cái vị trí để lấy được cái khung của cái tòa nhà đó bằng lens 35mm. Nghĩa là các bạn phải lùi ra 60m từ cái tòa nhà đó thì bạn mới lấy được tổng thể của tòa nhà khi chụp bằng lens 50mm. Các bạn có thể thấy qua hai cái ví dụ đó là cái tính linh hoạt của lens 35mm f1.8 này nó sẽ linh hoạt hơn, nó sẽ đa dụng hơn một chút. Khi mà chụp nhà này hoặc là chụp một nhóm đông người, các bạn chụp nhóm từ 7 đến 10 người trở lên ấy, thì với lens 50mm này, trước kia mình đã chụp khá là nhiều ảnh bằng lens này, thì mình phải lùi ra khá là xa, khoảng 20m thì mình mới căn được một nhóm khoảng trên 10 người. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh đó với lens 35mm này này thì mình chỉ lùi ra một chút thôi, khoảng 5 đến 7m thì mình cũng có thể căn được toàn bộ số người ở trong cái khung đấy để chụp. Bây giờ mình sẽ mở một vài cặp ảnh của hai con lens này nhé, để cùng so sánh xem lens nào là lens có độ nét cao hơn. Đây là cái ảnh từ lens 35mm f1.8 này, và đây là cái ảnh từ lens 50mm f1.8. Và đây là khi mình đặt hai cái ảnh này bên cạnh nhau. Nếu mà nhìn bằng mắt như thế này chúng ta không thể nào mà phân biệt được, hầu như không thể phân biệt được bằng mắt trên màn hình như thế này, cho thấy chất lượng của hai con lens này khá là tương đồng về độ nét ấy.
Chúng ta cùng vào so sánh cặp ảnh chân dung này nhé. Để công bằng trong so sánh thì mình sẽ chụp một ảnh bằng lens 50mm ở bên trái này, và cái lens 35mm ở bên phải mình sẽ dịch lên một chút, khoảng 2m đến gần mẫu hơn, thì mình mới chụp được một khung ảnh như thế này. Khi chúng ta zoom lên thì có thể so sánh rõ hơn. Chúng ta sẽ vào so sánh nha. Mình sẽ vào trung tâm ảnh. Những chi tiết ở trung tâm ảnh, ở khuôn mặt của mẫu này, ở môi này. Các bạn thấy này, ở cái lens 50mm này nó khá là nét này. Bạn có thể nhìn thấy son môi đỏ này, khá là nét. Chi tiết ở cái lens 50mm này nó có vẻ thể hiện nét hơn ở trung tâm này. Tuy nhiên cái độ nét của nó khác biệt không đáng kể nhé. Theo mình thì là 18-110. Chúng ta sẽ đến mắt. Đây 50mm nó focus khá là tốt vào mắt. Đây chi tiết ở mắt cũng nét hơn này. Ở tóc, đây các bạn có thể nhìn từng sợi tóc này. Bên 50mm nó nét hơn. Từng sợi tóc nó thể hiện nhiều chi tiết này. Về cái phần xóa phông bằng nhau, ở chi tiết sợi dây chuyền này. Chi tiết sợi dây chuyền này theo mình đánh giá thì ở bên lens 35mm này nó thể hiện nét hơn, nó nét hơn một chút. Nếu nhìn kỹ ra, soi kỹ ra thì chúng ta mới thấy, nhưng mà nó nét hơn một chút thôi. Theo mình đánh giá là 19-110. Xử lý viền tím nào. Đây ở cái phần này thì lens 50mm f1.8 nó xử lý viền tím khá là tốt. Nhưng ở bên 35mm f1.8 nó xuất hiện một chút viền tím ở đây. Đây, bạn có thể thấy một chút viền tím, một chút ít thôi. Nhưng mà tuy nhiên nó vẫn là hơn, 50mm f1.8 xử lý tốt viền tím hơn ở trong chi tiết này. Cùng một bức ảnh chân dung như thế này đấy, mới 50mm mình phải cách xa mẫu đến tận 5m, 4-5m mình mới chụp được bức ảnh này. Với 35mm mình chỉ cần lùi lại một chút, khoảng 2-3m là có một tấm ảnh như thế này. Chúng ta sẽ cùng tiến đến cặp ảnh thứ hai nhé. Ở cặp ảnh thứ hai này thì ở đây là mình chụp cái tòa nhà mà mình chụp ở khẩu 8, khẩu khá là nét ở toàn khung hình ấy, chi tiết lên khá là nét ở cả hai ảnh. Mình sẽ vào phần trung tâm của ảnh nào. Ở khẩu 8 thì hai lens cho ra ảnh rất là nét luôn. Ở bên trái này vẫn là lens 50 này. Như các bạn thấy ở bên lens 50 nó có chút màu sắc hơn so với 35, bởi vì mình chụp cái tấm ảnh tòa nhà này từ lens 35 trước và mình chụp 50 sau này. Khi mình chụp sang lens, mình thay lens thì nó có một chút ánh nắng buổi chiều, hoàng hôn ấy, nên là nó chiếu ở đây nên là màu sắc nó ánh lên một chút gì đó vàng vàng này, nên màu nó lên ở cái khung cửa này đẹp hơn. Tuy nhiên về độ nét thì mình thấy là tương đương nhá. Mình sẽ xem ở cành cây này xem nào. Đây ở chi tiết cành cây này, các cành cây thể hiện độ nét là tương đương. Mình sẽ lùi rút một chút ra góc, xem chất lượng ảnh nó sẽ như thế nào. Ở khẩu 8 này thì chất lượng ảnh khá là tương đương, độ nét của hai lens là bằng nhau. Ở trên cành cây này cũng vậy. Mình lên góc trên bên phải xem có gì không. Chi tiết được hai lens thể hiện lại khá là nét. Về xử lý viền tím trong bức ảnh này thì mình thấy ở bên lens 50 này, bên lens 50 này nó có một chút viền tím ở đây, trong khi bên 35 trong trường hợp này thì nó lại không có. Mình zoom lên một chút nữa nhé để các bạn thấy. Đây, các bạn có thể thấy viền tím không? Viền tím ở cái thanh chống sét của tòa nhà này. Đó. Nó có vẻ rõ hơn so với 35. 35 nó có một chút viền tím, nhìn nó mờ hơn. Ok, trong bức ảnh này thì mình đánh giá hai lens có độ nét bằng nhau ở khẩu 8 nhé. Cặp ảnh close up cái bông hoa hướng dương này, hôm đấy bọn mình đi chụp hoa hướng dương. Sẽ so sánh cặp ảnh này nhá. Chúng ta sẽ vào trung tâm nhé. Đây ở phía phần trung tâm của ảnh thì lúc này bên lens 35mm f1.8 thì nó nét, cái giải nét của nó rộng hơn này. Như các bạn thấy là những cái nụ hoa hướng dương ở bên trong này. Đây những cái này sau này nó sẽ thành hạt hướng dương ấy. Nó rất là nét, các cái chi tiết nó rất là nét này. Hãy zoom vào một chút nhé. Đây các bạn có thể thấy nó rất là nét ở bên 35 này. Trong khi bên 50 thì nó có vẻ là cái vùng focus của 35mm nó rộng hơn. Đây như các bạn thấy những cái nhụy hoa ở phía này là hai lens thể hiện nét tương đương này. Độ nét của những cái nhụy hoa này là tương đương này. Mình sẽ lùi ra phần cánh hoa phía dưới bên phải xem có gì không. Ở cánh hoa phía dưới bên phải độ nét cũng tương đương nhé. Ở đây mình chụp ở khẩu 5, tốc độ màn chập 1/125 giây này. Đây mình lên phía trên bên phải, những cánh hoa thể hiện khá là nét giữa hai lens. Ở góc trên bên trái này thì lens 50 nó có vẻ phần này nó hơi mờ. Có vẻ như cái vùng lấy nét của lens cell 50 này nó mỏng hơn so với lens 35. Đánh giá tổng quan mình trong cặp ảnh này thì lens 35mm thể hiện nét hơn. Đây là cặp ảnh chân dung cuối cùng, mình sẽ đi vào trung tâm nào. Ở chi tiết ở phần, đây chi tiết ở phần môi này. Ở vùng này, vùng trung tâm ảnh này là khá tương đồng này. Mình sẽ lùi lên phần mắt nào. Trong bức ảnh này chi tiết ảnh khá là nét ở cả hai lens. Mình sẽ zoom vào một chút. Đây lens 50mm nó lấy nét khá là tốt ở mắt này. Chi tiết rất là nét, nét hơn so với 35 nhá.
Tuy nhiên như mình đã nói thì độ nét nó cũng khác biệt 1.8 1.10 thôi. Độ nét nó khá tương đương nhưng mà 50 nó vẫn nét hơn nhé. Bạn có thể phân biệt được. Lên tóc này. Đây. Như phần tóc này thì hoàn toàn có thể chúng ta có thể thấy được luôn là 50 mm f1.8 nó nét hơn. Chi tiết nó lấy được tốt hơn. Đây, chi tiết tóc ở phía dưới bên phải này thì bên 50 nó vẫn thể hiện nét hơn. Quả thật là thú vị. Chân dung này thì lens 50 mm có nét hơn một chút. Tuy nhiên đấy như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình nhé. Và nhìn kể cả bạn xem ảnh bình thường ấy thì bạn cũng khó mà phân biệt được hai lens. Còn đây là một số video từ hai lens nhé. Như các bạn thấy thì độ nét của video từ hai lens này khá là tương đương. Trong các cặp ảnh chụp thì có ảnh Cell 35mm f1.8 này nét hơn. Có ảnh thì lens Cell 50mm f1.8 này nét hơn. Và có ảnh thì hai lens này có độ nét bằng nhau. Giờ sẽ là phần kết về điểm mạnh, điểm yếu của hai lens nhé. Về lens 50mm f1.8 này, điểm mạnh các bạn có thể chụp xóa phông, quay phim cinematic ở ngoài trời với lens này rất tốt nhé. Ở ngoài trời nhé. Và nếu các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc lens nâng cấp từ lens kit lên để tăng độ xóa phông, bởi vì lens kit nó xóa phông yếu hơn nhiều so với lens 50 f1.8 này, thì các bạn có thể lựa chọn nó. Đây là con lens rất là phù hợp cho người mới, giá thành của nó thì lại khá là rẻ. Về điểm yếu của nó thì nó khá là khó để chụp trong môi trường chật hẹp một chút nhé. Sẽ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nếu bạn chỉ sử dụng lens này để chụp chân dung hoặc là chụp những sản phẩm nhỏ nhé. Điểm yếu thứ hai của nó là sẽ vất vả hơn khi các bạn sử dụng lens này đi chụp dịch vụ với một nhóm người quá là đông, khoảng từ 7 đến 10 người trở lên như mình đã nói ấy. Thì các bạn sẽ phải vất vả hơn, lùi ra xa hơn và đôi khi nó khá là bất tiện. Với lens 35 này, điểm mạnh của nó đây là một chiếc lens bạn có thể làm được nhiều thứ từ lens này. Bạn có thể vừa chụp chân dung, vừa chụp phong cảnh, bạn có thể làm vlog với một góc căn khung vừa đủ nhé. Tuy nhiên khi làm vlog thì bạn chỉ có thể sử dụng tripod để vlog. Khi sử dụng cầm nó để quay tay này như những con lens góc rộng này thì nó không thể nào đáp ứng được, bởi vì nó sẽ zoom vào sát mặt. Làm vlog chúng ta cần một cái khung rộng hơn từ đằng sau để cho thấy phong cảnh đằng sau như thế nào. Bạn có thể làm khá là nhiều thứ từ cái lens này. Cái điểm yếu của nó hơn so với lens 50mm f1.8 là mình cảm thấy giá của nó hơi cao. Và đây sẽ là cái phần kết luận của mình nếu được chọn một trong hai lens nhé. Bởi vì ngay từ đầu video mình đã nói là mình sẽ đưa ra kết luận của mình sẽ chọn một trong hai lens. Ok, nếu chỉ được chọn một trong hai lens thì ý kiến cá nhân của mình sẽ chọn 50mm f1.8. Bởi vì đơn giản là mình ưu tiên độ nét trong chụp chân dung. Có một điều quan trọng là mình cũng không thường xuyên chụp trong môi trường chật hẹp. Và mình sở hữu cả con lens Sigma 16mm f1.4 có độ nét khá là cao. Trong những trường hợp gặp môi trường chật hẹp một chút ấy, thì mình sẽ sử dụng lens Sigma 16mm f1.4 đó để chụp nhiều người hoặc là để quay nhiều người. Và cái quá trình thay lens này cũng không làm cho mình cảm thấy bất tiện. Với những bạn đang sử dụng lens Cell 50mm f1.8 này và cái trải nghiệm của các bạn khi chụp chân dung, khi chụp dịch vụ kiếm tiền ấy, không gặp cái hạn chế gì. Cái góc chụp của bạn cảm thấy nó không hẹp. Bạn hay chụp ngoài trời, bạn chụp trong studio rộng không vấn đề gì cả, bạn cứ sử dụng nó. Tuy nhiên khi bạn chụp trong studio nhỏ này, phòng nhỏ này, quán cà phê này, thỉnh thoảng bạn vào môi trường chật hẹp. Thực tế có rất nhiều bạn hỏi mình trên Facebook cũng như YouTube là các bạn đã sử dụng con 50mm này hoặc là con Sigma 56mm f1.4. Tuy nhiên là các bạn ấy vẫn cảm thấy tù túng bởi vì các bạn ấy chụp trong môi trường chật hẹp mà. Các bạn ấy có nhờ mình cho một lời khuyên ấy, thì mình khuyên các bạn ấy là một là bạn dùng con lens 35mm f1.8 này, hoặc là các bạn ấy có thể cân nhắc sang con lens 30mm f1.4, nó sẽ rộng hơn con này, nó sẽ đa dụng hơn một chút. Nếu các bạn cảm thấy 50mm này nó tù túng về góc chụp này, đổi sang 35mm trong chụp chân dung ấy thì các bạn sẽ không cảm thấy thất vọng nữa. Và như mình đã nói, đây là hai lens chân dung nhá. Khi các bạn muốn chụp phong cảnh, chụp một nhóm rất là đông cưới hoặc chụp sự kiện gia đình của cả khách hàng ấy, thì các bạn nên sử dụng con lens góc rộng hơn. Ví dụ như Sigma 16 f1.4 có rất nhiều lens góc rộng để cho các bạn lựa chọn. Với các bạn đến với kênh mình lần đầu tiên thì kênh mình chuyên review về lens, đồ quay phim, chụp ảnh và các video hướng dẫn dựng phim, video quảng cáo hoặc là video thông thường. Nên nếu các bạn quan tâm đến nội dung về review đồ quay phim, lens hoặc là dựng phim trên kênh YouTube của mình ấy, thì các bạn đừng quên nhấn vào nút like, subscribe nhé. Đừng quên chia sẻ cái video này cho những bạn đang phân vân chọn lens 50 hoặc lens 35 để phục vụ cho job của mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Có thấy nó xóa phông không? Có. Xóa mờ mịt đúng không? Mờ mịt. Đẹp phết. Bây giờ có thấy nó phông đằng sau này nó mở gì? Có. Phải thấy được cái phông để đánh giá phông. Có phông mà đẹp.
Rồi nhá, cứ để yên vậy để tôi chạy ra khỏi frame.